Bùm. Phú Phạm đã donate 20. Cái gì đây? Mai e chè có PB. Ê cả nó Phú Phạm nhá. Tôi bận rồi ca chơi được. Ấy da, dạ được anh ơi. Ok anh ơi, chưa mai nhân gia nhá. Hồi nãy em chỉ có 10 đấy. Lúc 5 giờ 5 mấy á em chỉ có 10 á. Nhưng mà thấy anh gia kiểu như hình như không on thì phải. Ê cả nó Phú Phạm nhá. Lấy một nhá. Kiểu như là loại mới đi em ơi. Từ từ nhá, nhận một tướng một vàng 2 sao ngẫu nhiên sau 2 vòng đấu nhận một bảng sao chưa? Sau 2 vòng đấu nhận một bảng. Ồ. Cái lõi này bị nớp hả anh em? Em chỉ nhớ bình thường là sau một vòng đấu là đã được nhận rồi mà. Cái tướng phục kích tiêu diệt kẻ địch có cơ hội xác suất. Ồ, xác suất rơi ra bóng vật à. Really? Really, really? Từ từ nhá. Mưa báu vật à. Mưa báu vật đúng không? Con này cầm thánh phép đi. Con này phục kích đúng không? Sẽ cầm nước mắt đi. Cần một con gì đó kiểu như là tái chế để trong này có thêm đồ à. Cần đấy, cần đấy. Siêu phế à. Phế thật không vậy? Ồ, nghe cũng hay mà. Nói chung đây là một cái loại kiểu như là bọn phục kích này mà giết được người thì sẽ được quà đấy em ơi. Nó giống như là một cái loại chiến lợi phẩm vậy, nhưng mà chỉ cho bọn phục kích thôi. Em trẻ như này nhá. Mùa sau Riot ẩn chỉ số của lõi không, tức là nét tactic tool, nhưng tôi tin cái lối đánh khủng đánh điên của em trẻ sẽ làm nên cái gì đó. Mùa sau chắc chắn là mùa của chúng ta. Hình như cái đó là mùa 14 hay sao á. Em chỉ đọc thông tin nó rồi thì nói chung là hình như là Riot đang muốn là xóa đi cái lõi, nhưng mà nghe bảo là hình như là mùa sau mà, tại vì mùa này hình như là đã chốt rồi mà đúng không? Đã chốt là vẫn có lõi mà. Nếu vậy thì mùa 14 mới là mùa của là chúng ta à? Ờ, mùa này luôn á. Mùa này luôn á anh em ơi. Mùa 14 thì lâu quá. Lâu quá. Phục kích à, submit à. Rồi rồi. Nhưng mà mấy con này phải kích liễu à, xong rồi được què đâu, được què đâu. Các tướng phục kích tiêu diệt kẻ địch có cơ hội rước ra bóng vật, xác suất tăng theo tỷ lệ chí mạng à. Tiêu đi tiêu đi tiêu đi tiêu đi tiêu đi tiêu tiêu điều tiêu điều sặc mất luôn mà. Khó vậy? Khó chơi vậy? Ê, đáng lẽ ra phải nhặt con này chứ nhỉ? Tại vì con này con 3 tiền thì không biết có kịp được không, cảnh binh rồi. Kịp được 2 cảnh binh anh em ơi. Tiêu diệt kẻ địch có cơ hội rơi ra bố mộc. Ê, chắc em chỉ xào luôn cái bàn tay cho con Camille quá anh em ơi. Tại vì em chỉ không muốn kiểu như là nó bị kiểu như là không kết liễu được á. Thì mình không snowball được á thì trông nó hơi cùi. Xin lắp luôn bàn tay cho con này anh em nhá. Tí me me làm cái gì đó nữa là được rồi. Hay đánh Camille 3 giống rồi chưa? Bập. Bập. Bập suốt. Bập. Ừ, một đồng hay. Một đồng hay. Em thấy con nhảy nhảy ra này có kiểu như là cho mình tiền không ta? Ui đó, được chỉ một đồng thôi à. Ủa này càng về sau phần quà nó có càng lớn không ta? Giá trị của báu vật cũng có thể chí mạng. Cho ra báu vật còn giá trị hơn à. Có giá trị hơn thật không vậy? Mua hội viên xong không đọc chat trừ một hội viên à. Ây da, lên tiếng lên nhá. Gia đình cho gì vậy em chị à? Gia đình à? Gia đình à, giảm năng lượng anh ơi. Giảm năng lượng với lại mốc 3 thì nó cho tăng máu. Mốc 4 thì nó cho tăng tốc đánh. Nói chung là bài gia đình này kiểu Hyperon thì phải. Hyperon tốc và phù thủy à. 2911 đã donate 10.000 đồng. Lần 2 donate không biết có được em trẻ nhớ tới. Mày còn 2911 nhá. 2911 à, em chỉ nghe cũng quen quen á. Khá là quen á. Gần 2911 nhá. Mùa nào trẻ hợp à. Không, nhưng mà anh em thú thật đi. Là BBM mùa này kiểu như là em chỉ đỡ mùa trước đúng không? Đó, có dấu hiệu rồi. Đây có một cái dấu hiệu gì đó rồi. Lập luôn anh em ơi. Lắp gậy luôn anh em ơi, luôn nhá. Tại vì cơ bản là con này nó có chí mạng sẵn rồi đúng không? Cho nên lắp như này nó cũng sẽ gọi là cũng chiêu nó cũng đã chí mạng đúng không? Xong rồi nó còn kẻ hiệu ứng của chùy nữa. Em chỉ nghĩ nó mạnh hơn. Bán tướng tất cả là 40 vàng à. Wow, cái gì đây? Ồ, chết rồi, nhặt hơi trễ rồi. Bán bang này luôn anh em ơi, 40 tiền luôn. Cái gì ấy nhờ, cái gì ấy nhờ? Vladimir giám sát phù thủy hoa hồng đen à. Giám sát à. Nhưng mà mất đi gia đình nhờ. Wow, một số tiền này. Chiến xẹo.
Mỗi khi bị tấn công, tướng tuần tra. Tuần tra. À là giám sát đúng không? Vậy. Bên này thì giám sát, bên này thì tuần tra vậy. Chô nét. Mỗi khi bị trúng kỹ năng, tướng tuần tra nhận. Thôi, khó chơi. Lấy công bù thủ à, nghe cũng được đấy. Chơi hệ đa dạng, lần đầu tiên bạn kích hoạt được 8 tục hệ không? 8 tục hệ. 8 tục hệ đi mời. 2911 đã donate. 8 tục nghệ thì khó quá. Nhớ chưa Z trẻ đi. Ê cần 2911 nhá. Em chỉ nhớ nhớ rồi á. Rồi. À, sao cái 8 tục hệ này nghe khó quá nhỉ, nhưng mà cứ lấy thử đi. Lấy thử xem như nào đi mời. Thử xem như nào đi em nhá. Cái 8 tục hệ sẽ được 6 ấn à. 8 tục hệ à. 8 tục lận hả? Ôi giời ơi, cái gì vậy? Ủa sao combat gì xem vậy? Combat gì mà không giết được chết nào luôn vậy? Flash nổi không em chị ơi à, từ cái. Làm sao ấy nhở? Như nào ấy nhở? Giao điện à? Hay chế à? Em Ngọc Cầu Giấy đã donate 22.000. Tấn em Ngọc Cầu Giấy nhá. Găng bờ lăng 7 hệ à? Cô gặp mũ mũ. Găng bờ lăng à? Thôi, em chỉ đang hơi rối á. Cẩn gian nào mới donate nhé, để em chỉ chất lại các em chỉ chưa kịp đọc nữa. Võ sĩ lồng sắt cảnh binh nè. Từ nha. Chinh phục giám sát. Tuấn Ba Đồn đã donate 5.000 đồng. Mùa này nó cho nhiều con có ba tộc hệ hơn thì phải tăng thêm một hệ nữa để được phần thưởng. Cẩn Tuấn Ba Đồn nhá. Trẻ tỏ ra ngợp, có lẽ chỉ số flexible anh chàng này đã chạm đáy rồi. Từ từ, do đầu mùa, do đầu mùa đi mới. Găng bởi lăng 3 hệ à. Bỏ đồ Raven đi. Bỏ này đi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Song hình Elite. Elite 1, 2, 3, 4, 5. 7 à. Sao nhờ đêm nhờ? Hay là phải là phong khác vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khoan. Lên level 8 kịp một cảnh binh. Lên level... À đi gì? Lên level 7 kịp một cảnh binh. Lên level 8 kịp một võ sĩ lông sắt. Thật ra là con Vi là cả hai hệ. Wow. Oh my god. Level 7 nhờ em chỉ kích được cho mình là 8 hệ anh em nhớ. Ra sao em chỉ kích cho. Wow. Flip. Thì ra đây mới là phong bài chuẩn chỉ à. Từ đi mới, từ rồi chéo sẽ như thôi. Wow, hoài có thể là rau này kịp vào luôn đúng không? Lên cấp luôn, kịp vào luôn thì gọi là căng luôn đấy. Nhưng mà nó gì quá, nó flat quá anh em ơi. Yeah. 8 hệ à. Wow, bài gì thế này? Bài gì đấy anh em ơi? Hai Ugot, nhưng mà thật ra là bây giờ mình đang cần gọi là cái phục kích này đúng không? Phục kích là xóa hết đi. Chỉ phục kích thôi, một này. Camille hoặc là chú bé Powder rồi. Rao sau nữa mới được đúng không? Cung là bùa đỏ à. Mũ à. Bùa đỏ với mũ phù thủy à. Mũ phù thủy là chắc rồi này. Bùa đỏ thì chắc là cũng là lắp thôi. Con này thì có vết thương sâu rồi, lắp bùa đỏ nữa à. Ngố rồi nhờ. Rao sau anh em nhá. Rao sau chúng ta sẽ nhận được 6 ấn à. Cái bộ này tính ra là đi với cái này ngon đấy chứ. Toàn mấy con ít tiền không à. Có mượn Vi 4 tiền thôi. Mùa này bay gì sợ bám khỏe thế anh em à. Sợ bám mà. Tầm này làm nguyên tộc hệ anh em ơi. Tầm em chỉ làm nguyên tộc hệ á. Xong rồi khi nào ra bản chính rồi mới ấy được á. Ê, chửi thêm một lần nữa đúng không vậy? Bắn khỉ nó thêm một lần nữa không? Ngố ta. Ê, lý nước này ngon đấy nhở. Bé chủ tái chế ánh lửa. Ánh lửa. Ấn tái chế à. Ấn phục kích, ấn học viện, ấn vệ binh, ấn ánh lửa, ấn tái chế, ấn phù thủy à.
xong rồi tất tay bật đồng à. Tái chế này tái chế này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ê, hai ông tái chế là 9 tái chế nha, làm 9 tái chế nhá. 9 tái chế siêu căng nhá. Căng đi. Căng đi, căng tay đi. Một bài đấu tái chế căng tay anh em ơi. Hai ấn tái chế à, rồi rồi rồi. Một ấn này. Hai ấn tái chế này. Ấn phục kích này. Bùa đỏ này. Ấn vệ binh này. Ấn ánh lửa này. Ấn pháp sư, ấn ngọc vị ngờ. Chín tái chế nâng cấp là được đúng không? Bán này. Bán này thiếu gì nhỉ? Tái chế thiếu chun đồ. Chun đồ với lại rumble. Chun đồ với lại rumble nha. 5 phục kích, 6 tái chế, ok. Con này đang dư đúng không? Rồi rồi rồi. Tờ ca này mà rối bời quá, rối bời quá. Hơi rối bời đấy. Phục kích thì mình như thế này là tròn rồi. Con này vô con hát chủ không để làm gì cả đúng không? Con này tái chế khá là ok. Emil cạch minh cũng được. Nếu vậy chúng ta sẽ chốt là không chơi Smith nhá. Bây giờ chúng ta chỉ cần lên level 9, chúng ta có con chun đồ và con rumble là chúng ta sẽ có gọi là 9 tái chế đúng không? Sau đó bắt đầu là chúng ta sẽ lấy những cái đồ lẻ để gọi là có thể hướng tới gọi là đồ ánh sáng đúng không? 9 tái chế tạo ra các trang bị ánh sáng và 70 lá trắng à. Rồi, đã hiểu quá, đã hiểu quá. Tái chế lắp full đồ bằng chôn à. Nhưng mà do đầu game em chỉ đâu biết đâu. Kiểu đâu biết giờ chơi tái chế đâu. Giờ biết rồi thì ấy em ơi. Giờ biết rồi thì mình sẽ gọi là lấy mấy kiểu lấy mấy cái đồ ấy lại này, lấy mấy cái đồ lẻ lại này. Xem mở lại ghép bùa đỏ à. Do tại vì nãy nãy con cocky này chắc là bắn ghê ghê đó. Smith. Đài lưng trong này. Lì lên 9 nhá anh em nhá. Lì lên 9 siêu căng nhá. Gỡ đồ ra à. Con này phục kích em chỉ nghĩ là cầm đồ thì sẽ chắc chắn là mạnh hơn. Gỡ này ra, mũ phù thủy cho con eco. Con này đâm phép. Từ nhá, con này phục kích. Em chỉ đang muốn cho hai đồ dưới đích luôn. Xong rồi tí nữa con này cầm một cái đồ lẻ cung hoặc kiếm gì đó để cho nó tái chế đi. Là đẹp nha. Chốt nha anh em nhá. Đẹp đấy. Lên cấp thôi. Một bé này. Hai sao đúng không? Máu binh rộ. Nhà ông này tờ quýt 2 cuồng đao với lại vô cực xong đánh bằng đấu sĩ tăng à. Xong rồi loại 1 đấu sĩ, loại 3 đấu sĩ à, căng vậy. Ê, nhưng mà bọn em chỉ cũng đâu phải dạng vừa đó. Bùm. Ui ơi, nhặt được cái dây xì luôn hả? Ác vậy. Ê, bắn cái này, bắn đi, ừ. Cái bắn rùa nhá. Ông ăn cơm chưa? Tôi ăn gỏi á, tôi ăn cơm rùi á. Cắm rùa nhé. Từ nhá. Đòn đánh thường lần đầu tiên bắn ra long tộc à. Thôi bỏ đi. Nhận dép kháng phép. Bang cái này. Tướng này nhận mọi nguồn này. Tăng 1000 máu và mạnh kích cỡ. Khi tướng đồng minh tự trọng nhận năng lượng hiện tại của chúng. Không ngon lắm nhở. Nhận 6 ngôi sao, mỗi ngôi sao gây sát thương phép. Nghe không hiểu lắm cho nên bỏ qua đi nhá. Nhận 30 năng lượng với mỗi mạng tiêu gì con. Ê, được á. Xong rồi tí được kiểu cầm đồ ánh sáng kinh lắm anh em ơi. Ủa nhưng mà con này không phải là ấy nhở. Con này không phải là tái chế nhở. Tí cho nó biến tái chế xong rồi lấy đồ ánh sáng không. Ê, cô à. Ê, tự nhiên có ngon không vậy. Có ngon không vậy ta. Búp gì vậy, búp cái gì vậy. Búp cái gì vậy. Cái gì mà búp vậy. Kịp Ezreal và thêm được 2 hệ này. 3 học viện với gì này. Xong rồi học viện lấy thêm được cái 3 tia rồi. Thời ác. Wow. Wow. Ê, con dít ít này cầm cái gì thương đi mạnh vậy. Nhận 30 năng lượng mỗi mạng tiêu diệt anh em nhá. Xong con dít này kiểu như là cần đem siêu to đấy. Xong rồi bùm xài chiêu. Wow. Căng nha. Rồi rồi rồi, chuẩn bị căng rồi đấy, chuẩn bị căng rồi đấy anh em ơi.
Chuẩn bị một bài đấu căng nữa đấy anh em ơi. Zenith cắt chiêu ngon và lờ lách cho nó ống tái chế đồ thì sao à? Em chỉ nghĩ là hợp lý đấy. Nhưng mà hai cái ngửa đồ lộng mà. Công vi này cắn binh võ sĩ lồng sắt à? Võ sĩ lồng sắt trong này, cắn binh lại trong này. Quan trọng rồi là chúng đồ hay không này. Chúng đồ ơi. Chúng đồ ơi. Chúng đồ ơi. Wow. Chết rồi, bắn mất công vi rồi. Wow. Con này cầm cái này. Con này cầm cái mắt. Đấy. Chia đồ ra hết rồi em nhá. Chia hết đi. Cứ chia như này đi đã. Bây giờ chúng ta cần gọi là một con Rumble đúng không? Rumble le đúng không? Một Rumble le bằng over. Một. Ui giời. Khi tự chậm lần đầu hồi sinh với đầy máu à. Gì này? 16 máu à. Được rồi. Ok. Như này nhá. Không chết đâu. Một con chung đồ và một con gọi là kia. Thật ra ba con này đấy. Thêm một con nữa. Thì chúng ta sẽ bỏ bớt được tái chế như thế này. Bỏ bớt được con này. Bỏ bớt con vì sống bí cái này trong này. Ok. Wow, được mảnh đồ này, được biến thành đồ ấy này. Để biến thành đồ đồ ánh sáng này anh em. Rumble ơi, đừng trốn nữa. Rumble ơi. Wow. Bỏ cái này ra này. Kẹp cái này vào này. Bỏ cái này ra này. Gỡ đồ cái này ra này. Bán cái này đi này. Trong này cầm cái này này. Trong này cầm cái này này. Trong này cầm cái đây này. Xong rồi cho con này cầm cái này này. Trong này cầm cái này này. Wow. Really? Lên level 10 kịp 5 phục kích nha anh em nhá. Siêu căng nhá. Như là kinh khủng khiếp rồi anh em ơi. Đó, hai kim ánh sáng, bàn tay ánh sáng, clip phép ánh sáng, chùy ánh sáng, chùy ánh sáng. Wow. Bùm. Khè. Yếu anh em ơi, tin chuẩn chiều tôi đấm bom bốp à, mai bom bốp anh em ơi, bài như này vua rồi. Bài như này chắc chắn là vua anh em ơi. Không thể là bom bốp được anh em ơi. Không thể đấy. Lại có thêm đồ anh em ơi, ngon chưa? Cứ đi phép đi. Tầm này thôi, kiếm súng đi. Kiếm súng 5 tiền nhìn ngon hơn anh em ơi. Vua ve chai à? Em chè phế liệu không? Ê, một chút đổi tên thành em chè ve chai không? Em chè phế liệu à? Xin ta chế biến thành đồ ánh sáng. Xong rồi lõi một này tí nữa. Nhiều khi nó hắc cho em chè mấy mảnh đồ lẻ. Xong rồi em chè lắp tái chế. Xong rồi là 1 tỷ đồ và là biến thành đồ ánh sáng hả? Đó, ví dụ như cái này chẳng hạn này. Đúng đồng à. Đó, cái này này, đó. Ui dồi, dính đích 2. Ê, lõi một này không phải dạng vừa đêm nhá. Nhưng mà em chè là cần phải đánh được chủ win cơ. Phải đánh được chủ win cơ anh em ơi. Găng mà lăng 2 chưa đúng không? Dưới đất 2 luôn à. Ác quỷ vậy. Tí lên level 10 kẹp con này vô làm sao mà đỡ được anh em. Làm sao mà đỡ được đây. Con này gỡ đồ ra được đúng không? Nhiều khi mấy cái ấn này cũng đâu có xài được đâu. Ví dụ như là ấn gọi là phù thủy là không xài được này. Có thể gỡ ra lắp một mảnh đồ lẻ để lấy trong này thêm một đồ ánh sáng. Được. Tái chế ghép từ cái gì vậy anh chị à? Tái chế. Tái chế không ghép được anh em ơi. Ấn tái chế không ghép được á. Em chỉ là một cái ống tái chế từ loại 3 với lại một cái ống tái chế từ người chơi hệ đa dạng đi mọi. Wow. Tipper. Ta.
Paparazzi. Tại chế là đồ ánh sáng viết vậy à, nhưng mà cái này khó anh em ơi. Hai cái ống kiểu như không lắp được từ xẻng á, nhiều khi đánh lưu cũng khó làm. Em chỉ nghĩ game nó phải ra cơ. Game nó phải kiểu như là kiểu phải hên hên một xíu á. Chính tay chế với cái xẻng có ra ống ánh sáng không chị à? Ừ nhờ, nghe có vẻ hay nhờ. Cánh quân quân nhá. Không khó nhất này em chỉ nghĩ là không khó nhất á. Khó nhất phải là ba ấn cơ. Phải ba ấn mới khó anh em ơi. Khè cái này nè. Sư phụ à. Không sư phụ luôn. Pew. Lấy cái gì đây? Lấy thêm một đồ cho Rumble nhá, huyết kiếm nhá. Cho con Rumble này nó gì luôn nhá. Căng nhá. Như này đi. Để xem lại một cái hack ra được thêm mấy đồ lẻ không. Lắp lắp cho mấy cái này luôn anh em ơi. Đi xì hai nữa thôi đúng không? Hai kiếm ánh sáng rồi, chúng ta hãy cùng xem đây một unit anh em nhá. Unit này 1W này. Anh em nó không kích liễu anh em ơi. Cái cảnh quân cun nhá. Em trẻ nhớ rồi á, mà nghe nó gì quá. Nghe nó gì gì quá à. Level 10 ừ. Ghê gớm vậy sao. 5 nhà, mỗi nhà một mạng à, à 4 nhà thôi. Gỡ ấn các mà lăn ra lắp à, nhưng mà hết đồ rồi. Wow, JC2 à. Really? Thật sự là có một cái bài như thế này hả? 9 tái chế, 5 phục kích. Nhìn này 6 tiên tri à. 6 tiên tri thì đi anh em ơi. 6 tiên tri thì đi ha. Con Zidane này nên bắn vào cái con tướng này mà có ít máu anh em nhớ. Để cho nó kết liễu anh em ơi. Kết liễu xong rồi nó sẽ gọi là đi với lại cái hiệu ứng dị thường này, lấy 30 năng lượng với mỗi mạng nó tiêu diệt đi. Cho nên chỉ nghĩ là cho nó ở đây đi. Đó. Cho hai này dồn đem vào. Bắn con Vla này nhìn trông có vẻ như là 2 tiền 2 sao, nhìn trông có vẻ yếu yếu anh em ơi. Bắn. 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 Đặt E. Boom. Wow. Hôm qua chơi chiến tái chế thua con dây xì ba à. Dây xì ba 5 tiền 3 sao không ạ? Giờ tăng tái chế à. Rồi. Rồi rồi rồi. Dây xì 15.000 đêm. Ok bro. Dây xì nữa. Dây xì ba hả? Nhà này như nào đây? Chỉ có Rumble. Nếu mình roll thì mình có thể roll JC à. Cứ mỗi con này anh em ơi. Kiểu như mình cũng ít mấy con khác á. Ông này cầm hết 3 con mình có rồi. Ông này cầm một chút Rumble với cầm một chút nó. À ông này chưa có unit đúng không? Rumble với lại JC với lại unit đi. JC với lại unit anh em nhá. Roll roll thử xem nó có không. Mà hết máu rồi. Không chia máu rồi. Unit random ra gì cả. Pop. Tuấn Ba Đồn đã donate 5.000 đồng. Em trẻ sexy Batik đã trở lại. Chỉ số flexible S cộng. Đấm Tuấn Ba Đồn nhá. Hạt giống với mỗi giải mãi luôn tham dự. Luôn dẫn đầu lát lên snapshot. Mùa 13 ơi, em trẻ tới đây. Em trẻ tới đây à? Dạ vâng ạ. Học viện à? Rumble lên 2 sao à? Ôi giời, có thêm một con tái chế ở ra đi chợ này, 10 tái chế không? 10 tái chế căng không? Căng củ kèo không? Căng luôn đấy chứ. Em chỉ đấu trường chân lé đã donate 5.000 đồng. Lại một game đấu nữa và em trẻ tiếp tục chứng minh vị trí là ông vua bản test. Quốc PBE đề nghị Riot tổ chức CKTG ngay bây giờ để em trẻ. Phải là bây giờ đây. Còn em chỉ đấu trường chân lé nhá. Hát tùy rồi nên mới có 5 con này sao mà roll đúng không? Nó không nhường được. Ba, thiếu 3 con lận bán hết xong rồi 16 máu bị đấm chết. Cũng chết anh em ơi. Wow. Một bài đấu gọi là chín tái chế căng à. Nếu vậy đây là tập hệ đầu tiên mà em chỉ lên đủ full mốc đúng không? Full mốc nhưng mà kiểu 9-10 đúng không? Zenith ơi, bắn vụ nổ lớn nào. Bum.
chơi nữa, không cho mình chơi với ít. Cái cảnh Chung Ly nhá. VN sâu di mai à, rồi rồi á. Dạ rầu á.